Mulamadhyamaka. Tạo luận, Long Thọ Nagarjuna thích luận, Thanh Mục Pingalanettra. Hán dịch, Cưu Ma La Thập Kumarajèva Việt dịch, Thích Thiện Hạnh. Phẩm 2. Quán về đi lại. 25 bài kệ. Hỏi trong thế gian chính mắt trông thấy, có 3 thời gian, có động tác là, lúc đi, lúc chưa đi và lúc đang đi. Có phải thế không, thưa ông? Đáp. 1. Dĩ khứ vô hữu khứ vị khứ diệt vô khứ ly dĩ khứ vị khứ. Khứ thời diệt vô khứ. Đã đi không có đi. Chưa đi cũng không có đi liệu ngoài đã đi, chưa đi. Lúc đang đi cũng không có đi. Đã đi không có đi, vì đã đi rồi. Nếu bảo, liền ngoài đi, có động tác đi, là việc không đúng. Chưa đi, cũng không có đi, vì chưa có động tác đi. Khi đang đi, là nửa đi nửa chưa đi, vì chưa rời khỏi đã đi và chưa đi vậy. Hỏi 2. Động xứ tác hữu khứ thử trung hữu khứ thời phi dĩ khứ vị khứ. Thì cố khứ thời khứ. Chỗ chuyển động là có đi trong đó có đang đi chẳng phải đã đi, chưa đi. Thế nên lúc đang đi, có đi. Tùy theo chỗ có khởi động tạo tác, thời nơi đó có đi. Chính mắt trông thấy trong khi đi có khởi nghiệp tạo tác. Còn trong khi đã đi, thời khởi nghiệp tạo tác đã diệt mất rồi. Khi chưa đi thời chưa có khởi nghiệp. Thế nên biết, lúc đang đi có đi. Đáp. 3. Vân hạ ư khứ thời. Nhi đương hữu khứ pháp nhược ly ư khứ pháp khứ thời bất khả đắc. Thế nào là đang đi? Mà đang có động tác đi nếu lìa động tác đi. Thì đang đi cũng không thể có. Trong khi đi có động tác đi, việc đó không đúng. Vì sao? Vì lìa động tác đi thời trong khi đi không thể được. Nếu tách ngoài động tác đi mà có khi đi, thời có thể nói, trong khi đi có đi. Như trong khay đựng trái cây vậy. Lại nữa. 4. Nhược ngôn khứ thời khứ thư nhân tác hữu đáp. Ly khứ hữu khứ thời độc khứ cố. Nếu nói khi đang đi có đi người nói ấy có lỗi. Lìa động tác đi mà có khi đi một mình đi. Nếu cho rằng, trong đã đi, chưa đi, là không có đi, lúc đang đi mới thật có đi. Người ấy có lỗi. Vì nếu lìa ngoài động tác đi, có thời gian đi, thì có 2 trường hợp, là đi và thời gian đi. Thật sự thì không như vậy. Thế nên không thể nói lìa ngoài động tác đi mà có thời gian đi. Lại nữa. 5. Nhược khứ thời hữu khứ tác hữu nhị chủng khứ nhất vị vi khứ thời. Nhị vị khứ thời khứ. Nếu đang đi là có đi thời có 2 loại đi, một là khi đang đi, 2, đang đi có đi. Nếu bảo rằng khi đi là có đi. Nói vậy là có lỗi. Lỗi đó là có 2 loại đi. 1. Là nhân đi động tác đi mà có khi đi thời gian đi, có đi động tác đi có trước, thời gian đi có sau. 2. Là trong khi thời gian đi, có đi. Thời gian đi có trước, động tác đi có sau. Hỏi nếu có 2 loại đi, thì có lỗi gì? Đáp. 6. Nhược hữu nhị khứ pháp tác hữu nhị khứ giả. Dĩ ly ư khứ giả. Khứ pháp bất khả đắc. Nếu có 2 động tác đi thời có 2 người đi. Vì rời xa người đi động tác đi không có. Nếu có 2 động tác đi, thì có 2 người đi. Vì sao vậy? Vì nhân là động tác của người đi. Nếu một người đi mà có 2 động tác đi là không đúng, cho nên khi đi cũng không có đi. Hỏi có thể lìa ngoài người đi, không có động tác đi, nhưng trong 3 thời quyết định có người đi. Đáp. 7. Nhược ly ư khứ giả khứ pháp bất khả đắc dĩ vô khứ pháp cố. Hà đắc hữu khứ giả. Nếu lìa ngoài người đi động tác đi không có động tác đi làm sao có người đi. Nếu tách rời người đi, thì động tác đi không thể có. Nếu không có động tác đi thì làm sao có người đi được. Lại nữa. 8. Khứ giả tắc bất khứ giả bất khứ ly khứ bất khứ giả vô đệ tam khứ giả. Người đi, thời không đi. Người không đi, cũng không đi ngoài người đi. Người không đi không có người đi thứ 3. Không có người đi, vì sao vậy? Vì nếu có người đi, thời có 2 hạng, là người đi và người không đi. Nếu ngoài 2 hạng này thì không có hạng người đi thứ 3. Hỏi nếu có người đi, thì có lỗi gì? Đáp. 9. Nhược ngôn khứ giả khứ vân hà hữu thử nghĩa nhược ly ư khứ pháp khứ giả bất khả đắc. Nói người đi có đi làm sao có nghĩa đó nếu rời động tác đi. Người đi không có được. Nếu bảo nhất định có người đi, dùng động tác đi. Việc đó là không đúng. Vì sao? Vì ngoài động tác đi, người đi không thể có được. Nếu rời ngoài người đi, nhất định có động tác đi, thời người đi mới có thể dùng động tác đi. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Lại nữa, 10. Như khứ giả hữu khứ tác hữu nhị chủng khứ nhất vị khứ giả khứ, nhị vị khứ pháp khứ. Nếu người đi có đi thời có hai thứ đi một, người đi có đi hai, động tác đi có đi. Nếu bảo, người đi dùng động tác đi, thì mắc phải hai lỗi. Trong một người đi mà có hai thứ đi. Một là, do động tác đi mà có người đi, hai là do động tác đi mà có động tác đi. Nghĩa là, người đi có trước, rồi sau mới có dùng động tác đi, là không đúng. Do vậy mà trước đây đã nói trong 3.